Quay đây, quay đây. Cháu trả cho. Rồi, đi đi đi, con đi đi. Chào cả nhà nghe, hôm nay mình đi ra làm vườn đây. Đây mận của mình nè. Hôm nay mình đi giống mận, trồi mận. Nè, giống không kịp gãy nhánh nè. Giờ mình phải đi giống thôi. Đây con trai mình nó leo luôn, leo cây luôn đó, mới có từng này leo cây luôn rồi, leo lên luôn. Con khỉ. Thấy con khỉ chưa? Đó nó leo lên đó, nó nói là nó con khỉ.
Các bạn thấy không, cuộc sống nhà nông thấy vất vả không? Làm quanh năm nhưng mà giá cả trái cây giờ nó cũng rớt nữa rồi. Một năm chỉ có mùa mận, nhưng mà ai có sớm thì có giá cả tí. Còn giờ như này lọt hơi trễ rồi, giờ giá giờ tuột quá trời các bạn ơi. Từng bẻ ba mới phun thuốc ngày hôm qua. Không ăn được đâu, đừng bẻ. Hồi bẻ. Hồi ba đi bẻ cho. Các bạn thấy trái không? Nhưng mà vất vả lắm. Giờ màu nó còn không lên nữa nè. Giờ màu nó không lên. Màu trắng. Mà nó tái nó không kêu lên màu. Đợt này chưa biết ra sao đây. Làm thế trái sai lắm. Giá cả năm nay không được rồi. Đầu năm giờ có giá mà giờ nó rớt hết rồi. Nay còn rẻ lắm.
Ba bên đây nè, lớp cục nè, bên đây. Bên đây nè. Cô mang đôi dép vô coi. Dày vàng nhiều lắm. Con này trắng luôn. Con chó mừng trắng. Chơi đó là hết cũ rồi đó. Bên đây bắt đầu chín rồi nè các bạn. Đây chuẩn bị có màu rồi nè. Có màu rồi.
Bạn thấy mặn gì mà nó không rụng là thấy cũng đạt rồi các bạn. Mình trái thế này mà nó không bị đổ luôn nè. Ra giường rồi ngồi vậy đó. Con bé mặn đó ở đâu? Bé ở đâu? Đừng có bé trên giường mình. Giường mình ba mới xài thuốc hôm qua. Bỏ đi không ăn nữa. Đi qua đây kiếm trái ăn nè. Rồi dơ dục. Dục. Thôi vậy đi vô nè. Đi lên đường này làm nè. Đi về làm nè. Nhanh lên. Đi theo ba nè. Đi theo ba xuống đây. Lấy dép đi, vô mang dép vô. Ừ. Các bạn thấy không, trai út của mình, mình đi đâu là nó đi theo đó thôi. Mình đi làm thì thôi, chứ nếu mình ở nhà là nó cứ vân quẩn theo mình thôi. Mình đi ra giường lại vẫn đi theo. Đi theo suốt luôn. Đấy, đeo mình lắm. Mà cũng cưng lắm. Đi không? Đi với ba nè. Mặn mà che còn hơn là dạ. Đấy nè. Ừ. Đi. Đi xuống dưới này con ơi. Đây cây nó có ba lớn mà nó nằm trong thân không luôn á. Mình có mấy cây mít nè. Mít này kêu mít Mã Lai nha. Đấy. Mấy cái mít trái xài lắm. Ok, mấy trăm trái. À, từ dưới lên tới trên ngọt luôn. Ok, cao. Làm thấy không? Cao lắm. Bên kia một cây mà cây kia nó chưa ra trái. À, chưa có trái không? Đang ra đó.
Mận cái gì cây nào cũng như cây nấy luôn, cây nào cũng sai. Giá cả thì đợt này xong luôn rồi. Từ cây có bà lớn đó mà trái nè. Đừng có bẻ trái nghe con. Nè đi vô nè, lần này nè. Đi qua vườn đây.